Hello, xin chào cô chú. Này, chay đang ha, bây giờ mẹ bắt đầu một ngày của chay quá trễ. Hiện tại bây giờ là 3 giờ. Wow, 3 giờ chiều rồi cô chú ơi. Chay bây giờ chay đang ăn cơm chiên. Cơm chiên với trứng nè cô chú. À, chay chào cô chú đi con. Chay ha, chay ăn cơm chiên với trứng nha. Ngon quá mẹ ơi. Ngon quá trời quá đất luôn mẹ ơi. Hôm nay hai mẹ con dậy rất là trễ, dậy lúc 11 giờ trưa cô chú ơi. Tại vì hồi tối hôm qua chay thức, giờ chay ngủ chay thức dậy rất là sớm. Hai mẹ con, bởi vì con nít không có ngày nào mà giống ngày nào hết đó. Nay này mai khác, tự nhiên cái 2 giờ sáng nó dậy. Coi chịu đời nổi không? 2 giờ sáng nó dậy, nó chơi vậy đó. 2 giờ sáng nó dậy, nó chơi cho tới 5, 6 giờ sáng, coi chịu đời nổi không? Ngủ nghe gì được chứ nó hên là tôi không có đi làm đó. Chứ tôi đi làm mà chết tôi rồi. Đó, xong rồi con để gần quá chay ơi. Con để gần quá rồi đó, con vàng ơi vàng. Xong rồi cái hả, hai mẹ con hả, dậy cho nó chơi, rồi cho nó ăn luôn sẵn, rồi ăn sáng luôn. Chứ giờ 6 giờ rồi không ăn sáng. Rồi xong rồi cái tới hả, ngủ tới 11 giờ trưa hai mẹ con dậy. Đó, xong bây giờ hả, chơi tới giờ chưa ngủ lại nè cô chú. Đó, em ăn cơm chiên giỏi quá cô chú ơi. Chút nữa mày dẫn đi ra ngoài chơi nữa nha. Trời, hôm qua cô chú chụp mấy tấm hình chay làm quá trời đẹp luôn. Đẹp quá xá đẹp luôn mà không thể nào tưởng tượng nổi. Làm nhà dạo này mày tưởng là chay là ca sĩ luôn rồi đó. Chứ mày không biết là chay là chay xì cai hôi xì dơ đâu. Tưởng giờ dạo này tưởng là ca sĩ chuẩn bị ra album luôn rồi đó. Ghiền quá trời ghiền. Thôi để bây giờ mẹ sẽ đút cho chay ăn rồi cái chút nữa mẹ ra ngoài mẹ quay chay cho cô chú coi nha. Để cô chú làm những tấm hình thiệt là đẹp nữa nha. Cô chú ơi, cô chú nhớ like cái video clip này cho chay nha cô chú. Cái nó bấm vào nút like, nút thumbs up để cho chay có thể được nhiều cô chú khác biết tới, được có thể nhận được nút bạc nhanh nhanh nha cô chú nha. Cảm ơn cô. Đúng rồi, nút bạc sao? À con làm vậy hả? Where finger, where finger, where are you quá hả? Here I am, how you do kìa. Baby finger, green finger, where are you? Đó. Chay đang học về màu sắc đó cô chú. Yellow finger, where are you kìa chay? Yellow finger đâu, mày chỉ con yellow color đâu. Nè, ăn một miếng nữa nè. Giỏi quá. Rồi thôi, ăn đi rồi chút nữa mẹ đem ra ngoài. Cho ra ngoài đi chơi, hôm nay trời cũng mát nữa. Mẹ cho ra ngoài đi chơi, mẹ quay cho cô chú coi. Hải gì đi. Hải gì đi. Đi không? Đi hả? Bông đẹp đâu, chỉ mẹ coi. Chỉ mẹ coi, thôi, cái đó lên nhà người ta, đừng có lên chi. Đâu có đi đó được. Thôi, mày đi ra ngoài nha. À, kỳ ở trển đó hả? Kỳ chạy lên trển đó hả? Đó, hồi nãy nó thấy nó kỳ chạy lên trển đó. Cái nó kỳ ra, nó chỉ lên trển đó. Xuống này. Xuống từ từ thôi. Trời ơi, cô chú thấy bữa nay chay không? Chay, ôi trời ơi. Cô chú bong bóng luôn. Nè, coi nè. Ui cha ơi, cô chú bong bóng kìa. Chú bong bóng, đợi nó lái vô cô chú bong bóng. Thôi, xuống này, xuống. Đi, thôi mẹ đi rồi nghe. Đi không? Đi, xuống đi mẹ. Đi ra ngoài chơi. Thôi, tình yêu, thôi. Nè, nhìn cô chú nè chay. Cho cô chú coi chân nè. Peekaboo. Đi nha. Hôn mẹ miếng này đi. Kỳ thấu. Kỳ kia, đi ra kỳ không? Kỳ kia, đi ra mẹ xin đứng xuống mà mở cửa cho kỳ vô nha. Đó, kêu kỳ đi. Kỳ ra ngoài đường chơi kìa, mở cửa kỳ vô nha. Ơi, mở cửa kỳ vô. Rồi kỳ vô đi kỳ ơi. Vô đi. Mở cửa kêu kỳ vô đi đó. Coi chừng nha, coi chừng đụng đầu nha. Oops. Đừng có nắm đuôi kỳ con. Đó, kỳ chạy anh chảnh kìa. Thôi. Kỳ ơi kỳ, làm ơn kỳ bước xuống giùm đi kỳ ơi. Sao kỳ dữ vậy kỳ. Trời
Ơi đó coi kìa. Đây, đây nè, mày đứng sau lưng nè. Mà nào giờ con chưa lên đây bao giờ phải không dây? Nhào về chưa lên đây bao giờ phải không? Đó, Kỳ đang đứng ở trảnh kìa. Ôi trời, ở trên đây thì có nhà của hai người hàng xóm sống. Nhà Ngọc ở dưới, nhà của hai người hàng xóm ở trên. Cái cây này là cây của nhà mình nè. Để cho ba chuẩn bị là gần bẹt kêu ba đem xuống dưới đất. Đó, ra ngắm cảnh đi con. Đó, cảnh đó. Đẹp không? Wow. Đẹp không chơi? Kỳ đâu đi ra kiếm Kỳ ra. Kỳ đâu đi ra kiếm Kỳ ra. Kỳ lên kia kìa. Kỳ lên kia kìa. Đó, nhà mình ở dưới đó con. Nhà mình là ở dưới đó. Kỳ kìa kìa. Kỳ kìa. Kìa đi đâu đi lại đi kiếm Kỳ. Đó đi nè nè. Đó, Kỳ kìa, Kỳ trốn dưới bằng mấy cái cây kìa. Thôi thôi thôi, đừng giùm cái, hơi nguy hiểm quá. Kỳ cái gì mà Kỳ đi lại cái này nè, đó. Kêu đi, con kêu Kỳ ra đi. Con kêu Kỳ ra đi con. Đó, đừng có kêu Kỳ kìa. Đó, Kỳ ra kìa, đó, Kỳ ra kìa. Thôi 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 thôi, cái đó cái lì của người ta ông cái đó cái lì người ta để mèo đó. Bỏ xuống nhìn giờ xuống nha. Hai chị em đó. Ồ đẹp không chơi, cái view đẹp không chơi? We have beautiful view right chơi. Thôi 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 đừng. Ôi hai người bạn thân Kỳ với Chay đây đang thương yêu nhau. Đừng la âm sầm con. Chay kìa. Em Chay kêu Kỳ. Đó. Chó sủa kìa, thôi đi ra, đừng có chen vô đây chi. Kỳ vô đi. Chi mà thèm thuồng Kỳ dữ vậy để chen vô để đụng Kỳ á hả? Thôi đi xuống. Đó, chó sủa kìa. Kỳ, thầy Kỳ đi xuống với em kìa. Kỳ, này, đi qua đường này nè. Đó, đi qua đường này kiếm Kỳ nè, đó. Đó, Kỳ đi ra rồi nè. Đó, cút bờ kìa, cút bờ sủa kìa. Ồn quá đó, ồn quá, cút bờ sủa đó. Là Kỳ, tại sao cắn em? La lắc Kỳ đi, con lại con la lắc Kỳ. Đó, con la lắc Kỳ, đó. Lắc Kỳ, tại sao cắn em vậy? Lucky. Rồi đây nè, vòng xuống. Đi. Tưng tưng đi vô nhà. Đi vô nhà mặc áo khoác vô đi chơi nè. Áo khoác vô không mày miếng này đi chơi. Thương kiểu. Để đồng hồ nha. Rồi đi. Bước xuống. Đúng rồi. Rồi đi chơi đi. Chơi hôm nay lại đi chơi nữa đây cô chú ơi. Đi đâu? Chỗ nào? Chỗ nào sùm hay chơi? Chỗ nào? Chắc nhà ai đang sửa chơi ơi. Cái gì ta? À, cây thông á, cái trái thông đó con. Chắc bà sơn trái thông cho đẹp đó. Thôi, với cái trái đó làm chi? Này mày đưa cho, này mày đưa cho đây nè.
À mẹ chưa? Ha. Ê, đâu ăn được. Bậy không à, thôi trả lại đây. Rồi, thôi nghỉ đi, nghỉ tẻ đi. Rồi đi chơi này, đi ra ngoài đây chơi nè. Thôi, đừng ăn được mấy cái này mà. Kỳ ở trong nhà. Hello. Yeah, she's walking all over. Mà bác hàng xóm nói trời đất ăn chay giờ nó đi vòng vòng rồi kìa. Ơi nó là bây giờ nó tắm đi mà. Không ai đi lại nó đâu. Tắm đi nè cô chú ơi. Sao? Ôi nay còn ấm hơn hôm qua nữa vậy hả? Ngày mai thì trời mưa rồi, mai không được đi ngoài nữa đâu. Mai là mưa rồi. Đi không có phương hướng. Rồi con đứng ở bộ đó, quay lại cho mẹ mày chụp tấm hình nè. Quay lại đây, 1, 2, 3. Té nha, từ từ thôi. Kỳ đâu, kỳ trong nhà. Oops. Té trên cỏ là được. Chạy đi. Chạy đi. Yes. Mommy, đây nè, chạy đi. Cầm theo này nè, cầm này nè. Cầm này nè. Cầm nắng lá nè. Đó, cầm nắng lá đây, cầm nắng lá bây giờ mà cho mọi người biết là mình là người con gái Việt Nam nghe chưa? Đó, đúng rồi. Cầm cái nắng lá mà cho mọi người biết chứ, đúng rồi. Đổ nắng lên sao? Đổ nắng lên sao? Đổ nắng lá quay thao lên sao? Đổ nắng lá lên sao? Không được đi dưới, đi trên này nè, không được đi dưới. Ở dưới là cái hố mà. Rồi giục nắng lá luôn rồi hả? Lại lụm nắng lá, lại lên. Lụm để lên. Bái kìa. Trời đi. Tại sao không lụm? Lụm nắng lá lại lên. Lụm nắng lá đi sao? Ủa bỏ luôn rồi hả? Khó quá bỏ qua luôn rồi hả? Đây nè, mày lụm con nè. Nè, mày lụm con nè. À mẹ đi. Giỏi. Đó, cái bụi này cũng đẹp đó nè. Bụi này khô cũng đẹp đó, quay mày chụp tấm hình nè. Hả, làm gì đứng im à? À, có cô chú coi chân chân mới xì gành đầu nắng lá đi chơi nè. Đây, con bị dính cái cây đó rồi. Nó nghe nè, đi ngoài đây cũng phải cẩn thận nghe chay, lâu lâu có rắn lục nữa đó nghe chay. Ngoài đây là cũng nguy hiểm lắm nè, ở trên mấy cái cây này cũng có rắn lục nữa nè. À trời. Đâu được, no, not here. Đây. Mùa hè chứ, mùa hè thường thường có rắn lục rồi đó. Mà rắn lục thì không có cắn. Đó, đây là chỗ Lucky thường thường dạo chơi nè con nè. Cô gái bánh tè Việt Nam đó cô chú ơi. Cái bánh tè. Thôi cái chỗ này có cái gì đâu mà cứ lại hoài đó vậy. Mấy bình điện đó mà. Thôi lên đây nè. U cha đằng này chơi vui nè. U cha quá trời đồ chơi vô đây luôn. Vậy đi, đó, vậy nè, đó, chiếc nón bài thơ đi. Thôi mình làm chiếc nón bài thơ. Chị đâu?
Đó, 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 con chó sủa kìa. Đó, chó sủa kìa. Con chó trong nhà. Chay đội nón để làm sao nhìn giống rùa quá chay. Nhìn giống ninja quá chay. Từ từ nha, coi chừng té nha. Từ từ con bước lên từ từ. Đúng rồi. Good job, JD. Đi xuống hả? Ngồi xuống, ngồi xuống. Đúng rồi. Tuột dưới kia luôn hả? Wow. Amazing, JD. Good job. Oops. Từ từ xuống, đi từ từ xuống con. Ngồi xuống, ngồi thấp thấp xuống, ngồi xuống. Cái này là phải kỳ, cái này là con nói đi, con nói đi ếch. Con nói đi ếch. Ếch này là tối sáng đèn này chơi nè. Nó hai ếch đó, nó hai ếch đó. Nói sao cái cô này nhà cổ toàn để ếch không ta, cổ thích ếch hả ta? Nói chơi. Cô này cổ có thích ếch không? Làm sao? Ớt nữa, ớt, 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 đừng, 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 đừng. Oops. Chạy ra đây. Oops. Ai á? Nè, chơi chơi, chơi chào cô chú đi. Baby shark. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes.